Thời buổi khó khăn, cái gì cũng phải cắt giảm. Mà trong khi đó, mỗi tháng mình chú, nào là lương hợp đồng, nào là trợ cấp ăn trưa, nào là chỗ ngồi riêng. Em lo về tài chính, em phải rạch ròi. Em nói để hay. Hết thời rồi, thì phải về. Đấy là quy luật anh ạ. Tôi xin thôi giữ chức cố vấn. Anh đi khám bị làm sao ạ? Bệnh của người già ấy mà. Huyết áp, mỡ máu, rồi thấp khớp. Nói chung là đủ cả. Nếu bị bệnh như thế, hay là anh cứ tạm nghỉ một thời gian đi ạ? Tôi cũng mệt mỏi rồi. 2 năm qua cậu giữ tôi lại với chức cố vấn, như vậy cũng đã là tình nghĩa lắm rồi. Ai rồi cũng sẽ đến lúc già cũng phải nghỉ, phải về vườn. Với tôi thì nó thảnh thơi, với cậu thì cũng đỡ khó xử. Anh ạ, không biết là anh có hiểu nhầm gì không ạ? Cậu cứ bảo nhân viên văn phòng soạn thảo giấy tờ, tôi sẽ ký. Còn lương và nhuận bút tôi không lĩnh, coi như đền bù thiệt hại cho cơ quan. Của bác là rửa xe 20.000 ạ, còn vá xe là 30.000, vị trí là 50.000 ạ. Rồi, làm cái gì mà tận 50.000? Đừng có thấy bố chị dễ tính mà chặt chém, vống giá lên nhá. Giá đấy là quá hợp lý rồi đấy chị ạ. Bố, lúc mang xe ra rửa, bố có hỏi giá không ạ? À, thôi, cứ chờ bác lên nhà lấy tiền trả cháu. À, bố cứ để con gửi ạ. Vài đồng chẳng đáng là bao, nhưng mà cái gì ra cái đấy chứ. Lần trước chị vá xăm chỉ mất 15.000 thôi, sao vừa lên tận 30.000? Cái giá đấy lâu rồi chị ạ. Chứ toàn người trong ngõ em mới lấy giá đấy, còn người ngoài em lấy hơn đấy. Em làm giúp chứ có lời lãi gì đâu ạ. Chị không nói nhiều với em nữa. Giá chuẩn là 20.000 rửa xe và 15.000 vá xăm. Chị đưa 40.000 cầm lấy. Lần sau bỏ kiểu tính gian ăn người đi nhá. Cháu bác. Cảm ơn cháu nhá. Mà bố này, bây giờ bố nghỉ hưu hẳn rồi, cho nên là thu nhập ở nhà xuất bản không còn nữa. Con nghĩ là bố cũng sẽ thấy hụt hẫng, nên là bây giờ việc chi tiêu ở trong nhà mình tính toán căn cơ sao cho hợp lý bố nhá. Mà bố có cần gì thì bố cứ bảo chúng con bố nhá. Thôi, con xin phép ạ. Là thu nhập ở nhà xuất bản không còn nữa. Con nghĩ là bố cũng sẽ thấy hụt hẫng, nên là bây giờ việc chi tiêu ở trong nhà mình tính toán căn cơ sao cho hợp lý bố nhá.